Mình mới thấy mình bước vô đây, mình gặp Phương Trinh, mình thấy cái hình ảnh mình không hiểu, không biết ai giải thích mình không, là Phương Trinh cầm cái gì đó, xong cái giày, xong dao đây, xong cái lúc rút tay ra mất. Ông Phật hả? Phương Trinh, anh vừa mới làm cái gì, em có thể giải thích cho mọi người không? Em vừa làm một cái hành động đó, nghĩa là mình biến vật đang trên tay mình mà di chuyển thành một chỗ khác. Có nghĩa là Phương Trinh đang ảo thuật. Biến những cái mọi người có thể thấy thành những cái mọi người rất muốn thấy. Trời chú Nguyễn ơi, lên mặt bé đẹp quá. Anh làm bé sao lậu quá. Quà phát dễ hết rồi. Không, quà hôm nay hỏi chê rồi. Nghĩ ra các bạn ơi, quay vô. Tết xong rồi phải không? Nhớ nha, 19 giờ ngày 20 tháng 2 cùng văn hóa lao động, nhớ nha. Tới coi chú Nguyễn cho thấy quà hát rất 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 dở. Cũng như những bên nhạc rock thiệt á, người ta hát. Ok. Thiệt ra muốn mọi người đến đông thì coi cho như đỡ tốn tiền của gì chứ.